Delay trò chuyện với fan hâm mộ sắc đẹp chút xíu đi ba bạn ơi. Sức khỏe mọi người như thế nào? Hiện tại thì sức khỏe của các bạn như thế nào khi mà đáp chuyến bay khá là trễ xuống Sài Gòn? Rất là vui bởi vì mọi người đã có mặt để có thể đón tiếp cấp 3. Không nghĩ rằng khi mà thời tiết mưa như này và thời gian cũng đã khá là trễ rồi, nhưng mà mọi người vẫn dành thời gian cũng như là cái sự nhiệt tình đến đây để ủng hộ cấp 3. Và vì vậy nên cấp 3 ở đây không hề cảm thấy là mệt mỏi gì vì chúng ta đã đi lên cả. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, Đào Thị Hiền sao nè? Chào tất cả mọi người, em là Đào Thị Hiền, hôm một Miss World Việt Nam 2023. Thì hôm nay khi mà đáp tới sân bay thì em thấy là trễ khoảng 30-40 phút rồi. Trễ cũng lâu lâu rồi nhưng mà em rất là bất ngờ tại vì mọi người vẫn còn ở đây và mọi người vẫn chờ bọn em, thì bọn em cảm thấy rất là vui. Thì nói chung là khi mọi người quay lại Hồ Chí Minh thì cái cảm xúc là không biết là ngày mai sẽ như thế nào, mọi người có chào đón nồng nhiệt bọn em hay không. Nên là em cũng cảm thấy rất là hồi hộp và rất là hào hứng. Rồi, Minh Kiên. Chờ đợi nãy giờ không biết là người nhà của mình hôm nay có ai đi theo đoàn về đây không? Người nhà của em thì chỉ tại ở Bình Định, em đến đây một mình. Rồi bạn trai thì sao? Thì bạn trai của em thì ở Bình Định. Bạn trai em học ở Bình Định luôn hả? Dạ không, bạn trai học ở nhưng mà hiện tại thì nghỉ hè. Thì cái tâm trạng mình háo hức như thế nào để ngày mai bắt đầu mình có những cái media tour? Dạ, thật sự thì chúng em vừa mới đi qua thôi và chúng em cũng có những cái bỡ ngỡ, cũng có những cái sự bất ngờ, không biết rằng ngày mai những cái điều gì sẽ chờ đón chúng em, không biết là những cái hoạt động, những cái điều ý nghĩa, những cái điều tốt đẹp sẽ đến với cấp 3. Vì vậy mà chúng em rất đang háo hức mong chờ ngày mai khi mà chúng em có thể trình diễn trước mọi người, có thể đưa ra những cái suy nghĩ, tâm tư, tình cảm đưa đến mọi người, và hy vọng rằng mọi người sẽ có cái nhìn và ủng hộ cấp 3 nhé. Nhi ơi, sau khi Nhi công khai bạn trai á, thì trên mạng xã hội rất là ủng hộ cái tình yêu đẹp như thế này, thì không biết là cảm xúc của Nhi như thế nào á? Thật sự là Nhi cảm thấy rất là vui. Nhi nghĩ rằng khi mà mọi người biết đến hoa hậu thì mọi người thường hay nghĩ đến hoa hậu không có bạn trai, thì Nhi không có bạn trai. Nhưng mà Nhi mọi người ơi, qua đi. Nhưng mà khi Nhi công khai ra thì mọi người cũng rất là ủng hộ và chỉ là một tình yêu rất là đẹp và ủng hộ Nhi. Thì Nhi có một cái e ngại nào là cái việc mình đăng quang thì nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cái chuyện tình cảm hay không? Tại vì cộng đồng mạng người ta cũng e ngại như vậy luôn đó. Cái câu hỏi này thì Nhi cũng gặp rất nhiều và Nhi nghĩ rằng chuyện tình cảm không, xin lỗi, bây giờ mình di chuyển bên kia lại xe nào, bên kia rồi cảm ơn Nhi nha.